các bác anh em, rất vui chúng ta lại gặp nhau trong một video clip. Ngày hôm nay xin giới thiệu anh em một con súp hơi Mỹ xịn sạc Vinvega đây. Đấy, súp hơi Mỹ xịn sạc Vinvega. Đấy, thì vài ngày hôm trước về một cặp, đã có một bạn ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh chốt một quả rồi. Nay còn quả lên bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Đấy, súp sạc Vinvega nhá. Sạc Vinvega mã của nó là PS18B. Đấy, bát 50. Thùng gỗ bọc da, chưa một vết chảy xước, súp còn đẹp và zin nguyên bản. Đấy, bao chất, bao đẹp, bao zin cho các bác anh em. Đấy, thì với cái mã PS18B, thùng được thiết kế kích thước chiều cao khoảng trên 90. Đấy, trên 90. Đấy, đo chính xác cho anh em. Đấy, ngang của thùng là 60 đi. Sâu là 62. Cao của thùng là 93 cm. Đấy. Đấy, bát 50 từ hai côn họng 77 nhá. Đấy, về một cặp có bạn Thông, bạn Thông ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh chốt quả. Đấy. Phản hồi lại súp rất là chất. Đấy. Đây, bát 50 nhá, bát hầm nhá. Đấy. Tình trạng súp zin nguyên bản. Đấy, bát này là chưa tháo kể từ ngày được sản xuất. Đấy, chưa tháo nhá, zin nguyên bản hết. Lát test chất âm các bác anh em cảm nhận chất âm của con súp mà hơi Mỹ xịn là sạc Vinvega này nhé. Đấy, thì con súp này đang có giá đầu tư là 9 đồng. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ với em. Súp bao đẹp, bao zin nguyên bản, bao chất. Đấy, 9 triệu. Thùng gỗ bọc da. Đấy, đẹp lắm anh em này. Đấy, dòng này bát của nó đánh cực mềm sâu. Đấy, uy lực nhá. Rồi ok, mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265.